Chúc phước nhiều tất thảy mọi người nhà tham dự lễ kỷ niệm ngày Giáng sinh lần thứ 105 của Đấng An Sang Hồng. Chúng ta hãy chia sẻ lời chào với những người nhà ở hai bên. Chúc phước nhiều. Chúc phước nhiều. Năm nay, Mẹ Trên Trời đã phán rằng phước lành sẽ dồn đến như tuyết lở đối với chúng ta. Khi nhìn lại năm 2022, thì cả trong Hàn Quốc lẫn tại nước ngoài, những việc thể này bây giờ đang được ứng nghiệm rất nhiều. Cho nên hôm nay, tôi cùng các quý vị hãy dò xem lời với chủ đề Ngày Cha Đến và hiểu biết về ý nghĩa Giáng sinh của Đấng An Sang Hồng. Nếu Đấng Christ An Sang Hồng không đến trái đất này thì lời tiên tri kinh thánh sẽ ra sao sự cứu rỗi của chúng ta sẽ ra sao sự cứu rỗi của nhân sinh nhân loại trên đất này sẽ ra sao khi nghĩ đến những điều này thì tôi nghĩ rằng nếu cha không đến thì hết thảy nhân sinh nhân loại chạy hướng về con đường hủy diệt trong khi không hiểu biết về sự sáng lẽ thật sự cứu rỗi sự tha tội và sự dạy dỗ về đức chúa trời và lẽ thật giao ước mới khi suy nghĩ về điều này sự tra đến chứa đựng ý nghĩa thật tuyệt vời Cha đến trái đất này để cứu rỗi chúng ta, nhờ ban sự cứu rỗi, sự tha tội và tìm lại lẽ thật. Ngài đã dạy dỗ về Mẹ trên trời và lập lại Siôn. Nếu Cha không đến, thì những việc này sẽ ra sao? Những việc này là tuyệt đối bất khả năng. Ai có thể lập lại Siôn? Ai có thể khôi phục lẽ thật giao ước mới? ai có thể ban sự tha tội và cứu rỗi cho nhân sinh nhân loại đức chúa trời mà cả nhân loại mong đợi đã đến trong xác thịt và đến trái đất này lần thứ hai theo lời tiên tri thế nên tôi nghĩ rằng hôm nay là ngày có ý nghĩa sâu sắc và ngày mà nhân sinh nhân loại phải giơ hai tay lên để hoan nghênh, cảm tạ và dâng vinh hiển lên Ngài. Chính là ngày trả đến. Hôm nay, các quý vị cùng tôi hãy dò xem lời trong tin lành Luca chương 19. Luca chương 19 câu 10 đã chép rằng bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Ngài đã đến tận trái đất này để tìm kiếm các con cái bị mất. Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đấng đã đến trái đất này để ban sự cứu rỗi và ân huệ quý báu cho các con cái được tìm kiếm. Và chúng ta cũng được Đức Chúa Trời kêu gọi và trở về Siôn để dự phần vào vinh hiển của sự cứu rỗi. Vì cha đến trái đất này để tìm kiếm kẻ bị mất. Nên tôi mong rằng chúng ta cũng phải tìm kiếm các em út là những người nhà phần linh hồn để mau chóng đến ngày trở về nước thiên đàng. Luca chương 19 cho biết rằng Đức Chúa Trời đến trái đất này để tìm và cứu kẻ bị mất. Nếu cha không đến trái đất này, thì đối với chúng ta, liệu có con đường và phương pháp để nhận được sự dạy dỗ qua những lời tiên tri kinh thánh bởi một người nào khác chăng? Không có. Khi dò xem Khải Huyền chương năm đã được chép rằng dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa duy chỉ có ai thôi vậy. Khi Đấng Christ ăn sang hồng, là Đấng Christ tái lâm đã được tiên tri là trồi của vua David đến trái đất này. Thì 66 quyển kinh thánh bị đóng ấn này sẽ được mở ra hết thầy. Đó là lý do Khải Huyền chương 5 có lời tiên tri rằng khoảnh khắc vinh hiển mà chúng ta có thể nghe được, nhìn được và nhận biết lẽ thật bằng tấm lòng sẽ đến. Nếu Ngài không đến, thì lời tiên tri này không thể được ứng nghiệm, chẳng phải vậy sao? Nếu Ngài không đến, thì 66 quyển Kinh Thánh bị đóng ấn mãi mãi. Giáo ước mới không được bày tỏ trong Kinh Thánh. Không một ai biết đến lễ vượt qua, không nhận biết Đức Chúa Trời Mẹ. Thậm chí, cũng không hiểu rằng chúng ta có anh em chị em phần linh hồn chúng ta chỉ là nhân sinh bất hạnh không biết gì hết trong thành ẩn náu được gọi là trái đất này và vốn phải đi vào nơi phải chịu khổ nạn đến đời đời đức chúa trời đến trái đất này để cứu chúng ta không phải chỉ một mình cha mà kể cả mẹ cũng đến trái đất này chẳng phải vậy sao cho nên, vào năm Cha Thăng Thiên, sau khi hoàn thành mọi lời tiên tri 37 năm về ngôi vua David trên đất này, Ngài đã phán dặn chúng ta rằng Elise đi theo Eli, Josue đi theo môi xe, Fierro đi theo Đức Chúa Giêsu, còn ta đây đi theo mẹ. Cha đã phán, nếu các người tin ta, thì hãy làm theo y như gương ta đã làm. Để chúng ta nhận biết lời trong răng chương 13 rằng vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Nếu cha không đến trái đất này thì liệu tôi và các quý vị có thể nhận biết về Đức Chúa Trời Mẹ được chăng? Cả nhân loại đều tưởng rằng chỉ có Đức Chúa Trời Cha tồn tại thôi mà. Nếu không có sự dạy dỗ của cha, thì tôi và các quý vị không ai có thể biết về sự thật rằng có Đức Chúa Trời Mẹ tồn tại. Dù Khải Huyền chương 22 ghi chép Thánh Linh và Vợ Mới, nhưng không ai nhận biết về ý nghĩa của Vợ Mới. Do đó, cơ hội chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi sẽ biến mất. Thật may là cha đến trái đất này Hầu cho chúng ta nhận biết về Đức Chúa Trời Mẹ. Hầu cho biết về lễ vượt qua, ngày Sa Bát, ba kỳ bảy lễ trọng thể và dạy dỗ về Si-ôn. Vì những việc này đã được hoàn thành rồi, nên ngày nay tôi và các quý vị có thể hiểu biết và tin chắc rằng lẽ thật này chính xác biết bao. Và là lẽ thật được làm chứng bởi Đức Chúa Trời và Kinh Thánh. Chẳng phải vậy sao? trong ngày Cha đến có nhiều ý nghĩa thế này thông qua kinh thánh chúng ta luôn làm chứng rằng ngày Sa-bát là đúng lễ vượt qua là đúng khi giữ ba kỳ bảy lễ trọng thể thì mới được cứu rỗi chúng ta phải trốn đến Siôn vào ngày hoạn nạn khi Thánh Linh và vợ mới phán rằng hãy đến chúng ta phải đến nơi mà Đức Chúa trời Cha và Đức Chúa trời Mẹ gọi hết thảy những lời này đều là lẽ thật nếu cha không đến thì không ai có thể dạy dỗ nội dung này cho chúng ta đâu dù trên trời dưới đất bên dưới đất không ai có thể biết và đưa ra phương án cứu rỗi thể này duy trì trồi của vua david mới có thể mở hết thảy mọi lẽ thật đã bị đóng ấn và giải thích cho chúng ta nhận biết mà thôi. Thế nên tôi và các quý vị mới có thể tiếp nhận Đức Chúa Trời Cha An Sang Hồng và tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ mà Cha đã dạy dỗ. Khi trở vào Siôn và tiến hành lẽ thật giao ước mới, ba kỳ bảy lễ trọng thể tại Siôn, chúng ta có thể nhận lấy ân điển nhận biết vinh hiển của jerusalem mới và tiếp nhận danh mới trong khải huyền chương ba và đức chúa trời đã ban cho phước lành để hôm nay chúng ta nhóm lại tại đây nếu cha không đến trái đất này thì những việc này tuyệt đối là bất khả năng Đấng tiên tri Esai đã tiên tri trong Esai chương 25 rằng ai có thể mở tiệc bởi một riêng rượu ngon lâu năm. Nếu cha không đến, thì ai sẽ mở tiệc bởi một riêng rượu ngon lâu năm, nuốt sự chết đến đời đời? Không ai có thể hoàn thành việc này. Và Matthew chương 24 đã chép rằng vừa lúc cây vả có nhảnh non, lá mới đâm, thì các ngươi khá biết rằng con người gần đến ngài đương ở trước cửa vậy ai đã làm ứng nghiệm lời tiên tri này đến trái đất để rao truyền tin lành khi nước israel được ví với cây vả giành độc lập vì cha đã đến nên hết thảy mọi điều này được hoàn thành và các mảnh ghép của lời tiên tri đã rải rác này có thể trở lại vị trí của mình và khớp với nhau một cách chính xác chẳng phải vậy sao do đó các quý vị và tôi mới có thể tin chắc về sự cứu rỗi sẽ được ban cho vào thời đại đức thánh linh trong thời gian của cuộc đời được ban cho chúng ta chúng ta phải sống vì điều gì một lần nữa chúng ta hãy suy nghĩ kỹ về khoảng thời gian này cuộc đời của loài người không phải là quá dài đâu tôi có cảm giác thời còn nhỏ và thời còn đi học chỉ như là mấy hôm trước thôi đến độ tuổi này rồi tôi mới thực sự cảm thấy rằng thời gian của cuộc đời này quả là ngắn ngủi hơn nữa cuộc đời mà đức chúa trời ban cho nhân loại là cơ hội để các con cái đã phạm tội ở trên trời có thể hối cải ăn năn. Chúng ta phải biết suy nghĩ xem liệu chúng ta có đang lãng phí cơ hội này vì những thứ khác chăng? Chúng ta phải nắm bắt cơ hội này để ăn năn chân thật, chuẩn bị đi vào nước thiên đàng nhưng liệu có phải chúng ta đang lãng phí thời gian và những việc hư vô trăng tôi nghĩ rằng tất thầy mọi chúng ta phải ghi khắc điều này một lần nữa năm nay cũng đang dần đến lúc kết thúc lập kế hoạch cho năm mới cũng tốt nhưng trước tiên chúng ta hãy thừa hưởng công việc tin lành mà cha đã đến trái đất để cứu rỗi nhân loại cũng cầu nguyện để công việc được hoàn thành nữa. Tôi mong rằng các con cái chúng ta hãy tiếp nhận ý muốn của cha, hoàn thành công việc cha muốn trải ra trên đất này là con đường để trở về quê hương nước thiên đàng. Một lần nữa, con xin dâng cảm tạ lên đấng Rít An Sang Hồng. Đấng đã đến trái đất này để khôi phục hết thảy mọi luật pháp của lẽ thật giao ước mới đã bị phá hủy cho các tội nhân trên trời Vốn đã bị định phải chịu sự chết đời đời. Tôi muốn thể hiện tình yêu thương hướng đến Cha trên trời, mà tất thảy mọi con cái Siôn đang giữ gìn trong tấm lòng. Thưa Cha, chúng con yêu Cha, chúng con yêu Cha đến đời đời mãi mãi. Xin hầu cho chúng con có thể thực tiễn mọi lời dạy dỗ Cha ban và làm chứng về tin tức của sự cứu rỗi cho muôn dân trên đất vào năm 2023. Và xin hầu cho hết thảy các người nhà nước thiên đàng chúng con cùng nắm tay nhau, cùng Đức Chúa Trời Mẹ hoàn thành con đường tin lành mà không một ai bị cô đơn. Nhân ngày cha đến, một lần nữa tôi xin dâng tán dương và vinh hiển lên cha mẹ và xin kết thúc lời giảng hôm nay xin cảm ơn